đến mình đúng không? Đúng không? Ừ, chắc là thế đó. Em đang phát lên tường hay lên hội này? Mọi người ai đang xem cho em một chấm nhá. Bây giờ sẽ vào like lại này, like lại những cái sản phẩm mà bị khách bỏ bom với các thứ nhá. Rồi là một vài mẫu chỉ còn sót lại một vài áo thì em cũng xả hết nhá. Em xả dưới giá gốc luôn, cực kỳ ưu đãi luôn. Đây là một cơ hội rất là tốt cho các chị nhắn hàng, nên là chị nào mà quan tâm thì chấm cho em một chấm nhá. Ai mà muốn xem sản phẩm gì, váy vóc, áo sơ mi, quần đùi này, quần legging này, hoặc là chân váy, hoặc là quần bò, hoặc là quần đùi xếp ly bên em rất là đẹp nhá. Quần đùi xếp ly giá chỉ 100k một quần thôi. Quần đùi xếp ly rất là thích hợp cho mùa hè này, 100k một quần. Có 4 màu nhá, rồi là áo nhung này, áo phông nhung này, rồi là bộ Adidas, rồi là chân váy, rồi là áo lụa. Những cái màu áo lụa giống như em đang mặc đây này cũng xả nhá, tất cả xả hôm nay, tống xả toàn bộ luôn, không để làm cái gì nữa. Ai mua gì bán đấy luôn nhá, ai mua gì bán đấy. Đây là một cơ hội rất là tốt để cho các chị nhặt đồ ấy, cho nên là các chị mà quan tâm mẫu nào thì chấm cho em một chấm nhá. Mọi người muốn xem mẫu nào thì comment hết xuống phía dưới mẫu gì bên em có nhá. Áo sơ mi này, rồi là áo chấm bi này, rồi là áo phông này, rồi áo phông rộng, rồi là váy vóc các kiểu, váy đi biển đi chơi hay đi tiệc gì đều có hết nhá. Các chị chỉ cần comment xuống phía dưới thì em sẽ like không sót một mẫu nào đâu ạ. Hôm nay sẽ tổng giá kho và thanh lý toàn bộ cửa hàng luôn nhá, rất là nhiều mẫu luôn. Ai rồi, chị Thanh Hương ơi, áo lụa đồng giá 85k một áo nhá. Đồng giá 85k một áo xả duy nhất trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cuối cùng xả áo lụa đồng giá là 85k một áo nhá chị Thanh Hương nhá. Chị ơi, chị Thúy Hồng ơi, áo em đang mặc là 58kg vừa chị ơi. 58kg thoải mái luôn. Em lựa chọn những cái form rất là phổ biến nên là 58kg mặc vừa nhá chị Bích Ngọc. Chào chị Bích Ngọc nhá. Ngoài màu áo như em đang mặc thì bên em đang còn hơn 20 màu áo lụa rất là đẹp luôn. Còn hơn 20 màu áo lụa rất là đẹp luôn. Em sẽ từ từ like từng mẫu nhá. Em like theo thứ tự cho nên các chị nhớ mã áo kia thì để nhớ mã áo để liên hệ đặt hàng với em cho dễ nhá. Ai quan tâm áo lụa xả đồng giá 85k một áo chấm chem một chấm ạ. Mọi người ơi, các chị có thể chia sẻ bài viết của em lên các trang hội nhóm mà để cho bạn bè của mình cũng thấy á. Đôi khi những người ở gần nhau thì mua hàng với nhau thì đỡ phí tiền ship hơn ạ. Ví dụ như là hai chị mở gần nhau thì có thể mua chung với nhau để đỡ phí tiền ship ạ. Mẫu số 1 như tay em cầm nhá. Mẫu số 1 như tay em cầm đây là một mẫu họa tiết áo guxi này. Áo guxi họa tiết nhá. Họa tiết rất là đơn giản luôn nhưng mà mẫu này cực kỳ sang chảnh luôn. Mặc không bao giờ lo lỗi mốt đâu nhá. 40kg mang vừa chị Thanh Hương ơi. Mọi hôm chị Tuệ Nhi 40kg đấy ạ. Mọi hôm chị Tuệ Nhi chỉ 40kg, chỉ mặc livestream đẹp bụng mơ luôn đấy ạ. Gửi xe qua Lào không? Chị Bích Ngọc ơi, gửi xe qua Lào xe mấy giờ? Nếu như mà chị lấy tầm 40-50 áo thì em mới có thể em mới canh xe gửi sang Lào chị được. Còn nếu như mà chị lấy 1-2 áo thì em sợ là em không gửi được cho chị giờ ấy. Tại vì ship bên em rất là linh động luôn nhá. Cho nên là chị Bích Ngọc mà có thắc mắc gì thì comment xuống phía dưới cho em nhá. Bây giờ em like từng mẫu này. Mẫu họa tiết số 1 là mẫu họa tiết guxi này, rất là đẹp luôn nhá. Nhớ cho em đây, tất cả một cam đoan các chị 100% đều là hàng sơ mi lụa Quảng Châu. Cam đoan 100% đều là hàng sơ mi lụa Quảng Châu, rất là đẹp luôn nhá. Mẫu số 1 như tay em cầm đây là một mẫu họa tiết guxi này. Hai màu đen và trắng nhá, họa tiết guxi này hai màu đen và trắng này kết em mặc thì em phải thảo buông ra để cho các chị thấy rõ dáng áo. Còn đối với những chị các chị đem về mặc thì các chị có thể sơ vin lên đều rất là xinh nhá. Sơ vin đều rất là xinh. Đối cái form này,
Ok chị Thúy Hồng ạ, chị Thúy Hồng cho em số điện thoại nhá. Các chị lấy mã nào thì cho em số điện thoại địa chỉ áo nhé, em đang mặc vẫn đang còn nhá. Chị Thúy Hồng lấy mẫu nào thì comment kèm số điện thoại địa chỉ và mã áo cho em nhé mọi người nhá. Ai hồng áo 85k thì chấm cho em chấm. Em đảm bảo với các chị là không ai bán rẻ như em đâu. Bên ngoài thị trường đang bán 130 đến 170 đấy. Mà các chị biết rồi đấy, một cái áo sơ mi lụa này, một cái áo sơ mi lụa đẹp mộng mơ như em bán đây này mà chỉ có mỗi 85k. Chỉ có mỗi 85k thì đảm bảo là các chị thì còn rẻ hơn cái áo phông, rẻ hơn áo phông. Thì vì vậy cho nên là mọi người nhanh tay comment mẫu và đặt hàng với em nhé. Các chị có thể chia sẻ bài viết cho được đông đông người vào xem để em sẽ like thật nhanh để các chị chọn được áo thật nhanh nhá. Chị Thúy Hồng ơi cho em số điện thoại nhá và địa chỉ nữa. Chị Minh Ngọc ơi, chị lấy tầm nhiều áo không ạ? Nếu như mà chị mà là khách sỉ thì em mới có thể đem ra bến xe cho chị được, còn nếu như mà chị lấy 1-2 áo thì ship bên em sợ họ không nhận chị ạ. Ok chị Thúy Hồng nhá. Có sơ mi sọc nhá. Dương thì Ánh Huyền ơi, có sơ mi sọc em ơi. Sơ mi sọc hôm nay về đủ màu phục vụ mọi người rồi. Hôm nay sơ mi sọc bên em về đủ màu phục vụ mọi người nhá. Sơ mi sọc rất là đẹp luôn, hôm nay về đủ màu luôn rồi ạ. Em ở Vinh nhá, em ở Vinh và giá này chỉ áp dụng trên livestream thôi. Chỉ áp dụng trên livestream thôi cho nên là khách đến cửa hàng em thì đừng kiện em là vì sao mà bán trên livestream một giá mà bán tại cửa hàng lại một giá nhá. Vì giá này chỉ áp dụng trên livestream thôi, còn tại hệ thống thì bên em bán hàng theo hệ thống cho nên là không thể giảm giá cho bất kỳ rồi. Áo em đang mặc là 85k nhá Dung Nhi ơi, Dung Hi Hi ơi. Tất cả hàng hôm nay xả đồng giá 85k, bất kể sản phẩm gì em giơ lên cũng 85k nhá, cũng 85k. Sơ mi sọc 3 màu này, sơ mi sọc người ta em cầm 3 màu này, cũng 85k một áo nhá. Màu trắng này, màu đen này và màu đỏ nhá. Màu trắng, màu đen và màu đỏ 85k một áo này. 85k một áo sơ mi sọc nhá bạn Dương thì Ánh Huyền ơi. Chị Thúy Hồng ơi cho em địa chỉ đi ạ. Chị Hoàng Huyền ơi, em ở Vinh nhá. Áo em mặc là 85k, 85k một áo rất là đẹp luôn. Có ai chốt áo kẻ sọc không ạ? Có chốt ai chốt áo kẻ sọc 85k một áo thôi ạ. Ba màu nhá, trắng, đen, đỏ. Đây là mã số 2 nhá. À đây là mã số 1 để em bây giờ em giơ lại từng mã nhá, từng mã các chị có thể chia sẻ bài viết cho đông đông người vào xem nhá. Để ta like đỡ mất công. Mà đôi khi bạn bè của các chị mua chung thì em sẽ gộp đơn lại cho đỡ phí tiền ship ạ. Sọc kẻ caro có nhá Dương thì Ánh Huyền ơi, có sọc kẻ caro nhá. Áo sọc nghe em cầm 3 màu, đen, đỏ, trắng, khoai lấy không ạ? 3 màu đen, đỏ, trắng là 85k một áo luôn. Áo này đang rất là hot hit này. Em chỉ bán 85k một áo thôi nhá, ưu tiên cho những ai nhạc xỉ lẻ, em bán cả đều đồng giá như vậy nha. 85k một áo đây. 3 màu nha, 85k một áo. Có ai chốt không ạ? Đây là mẫu số 1 nhá. Ai mà lấy thì comment cho em mẫu số 1 cộng màu cộng số điện thoại và địa chỉ cho em nhá. Chào chị Nhung Hồng nhá, chào chị Nhung Hồng. Mẫu số 2 đây, mẫu số 2 là mẫu hình chiếc lá này. Ok chị Thúy Hồng ạ. Mẫu số 2 đây, chị Thúy Hồng nhặt lấy hai ba áo mà mặc chị hàng này chị mà không lấy chị tiếc thôi. Thì cực kỳ đẹp nhá. Mẫu số 2 là mẫu họa tiết hình chiếc lá này. Mẫu nào còn một chiếc thì em nói là còn một chiếc nha. Mẫu như tay em cầm đây còn một chiếc này, ai lấy thì chốt nhanh em này. Chị ơi 85k ấy, chị Hồ Thị Lệ Thu ơi, xả đồng giá 85k luôn. Hôm nay dọn kho xả đó, xả thanh lý toàn bộ cửa hàng luôn. Đồng giá hôm nay là một cơ hội mua hàng rất là rẻ luôn. Mát trời em ôm hết sơ mi ra em xả 85k rất là rẻ luôn. Kể cả áo phông không có giá đấy đâu, cho nên mọi người tranh thủ nhặt hàng nhá. Cam kết 100% đều là hàng Quảng Châu nhá. Cam kết 100% đều là hàng Quảng Châu. Có áo trễ vai nhá chị nhá. Mẫu số 2 đây, mẫu số 2 này còn một áo ai chốt không ạ? Nếu như mà trong quá trình em deliver thì các chị mà thắc mắc mẫu nào thì các chị có thể comment để em vào mặc thử cho các chị xem nhá. Trong quá trình em deliver các chị thắc mắc mẫu nào thì các chị có thể comment để em vào mặc thử cho các chị xem. Mẫu số 2 đây, ai chốt không ạ? Mẫu số 2 đây. Ship Hưng Yên tầm 20 đến 25k nhá bạn An Chico ơi, tầm 20 đến 25k. Mẫu số 2 ai chốt cho em ạ? Mẫu số 2 còn một áo nhá mọi người, nhớ cho em đây là mã số 2 nhá. Em đi sang mã số 3 này. Bên em ship cô toàn quốc luôn mà bên em có chợ ship cho khách, đây là giá ship cực kỳ rẻ đó nhá. Mẫu số 3 đây, mẫu số 3 như tay em cầm đấy ạ. 57kg mặc vừa nha chị Hà Thị Lan ơi. Có lúc nãy có chị Nhung Hồng vừa lấy một áo đấy ạ. 57kg mặc vừa nhá. Sơ mi kẻ 85k nha chị Mỹ Hằng ơi. Sơ mi kẻ là mã số 1, 3 màu. Đen đỏ trắng 85k nha chị Hà Thị Lan ơi. 57kg chị không phải suy nghĩ đâu, 58kg chị vẫn đặt hàng kìa. Mẫu số 3 là một mẫu họa tiết da báo này. Mẫu số 3 là một mẫu họa tiết da báo nhá. Các chị lấy gì thì cần nhanh nhanh comment đi, vì hôm chỉ duy nhất hôm nay em mới xả đấy nhá. Mà giá xả này chỉ áp dụng trên livestream thôi, bên em có ship code toàn quốc luôn. Mọi người đặt gì thì nhanh nhanh comment số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Mỗi áo chỉ còn một ship Hà Tĩnh cũng tầm 20 đến 25k nhá. Siêu fan ơi cũng tầm như vậy. Mẫu số 3 là mẫu họa tiết da báo này, ai lấy mẫu nào thì nhớ cho em nhá. Nhớ cho em mẫu số 3. Ship code toàn quốc thì tầm 20 đến 25k đâu, không đắt đâu các chị ơi. So với áo này bên ngoài thị trường đang bán 130, 170 thì không bao giờ là đắt nhá, không bao giờ là đắt. Đây là mẫu số 3, ai lấy chốt cho em mẫu số 3 họa tiết da báo này cực kỳ đẹp. Cam đoan với các chị 100% đều là hàng Quả Châu nhá.
sơ mi kẻ không không vừa đi ship được đâu nha Phạm Thị Mỹ Hằng ơi, em thông cảm nhá. Hàng này chị xả rồi, em biết rồi đây, mọi người mua sao? Mọi người bán rất là đắt, chị bán 85k rất là rẻ đó nhá. Đối với ở Vinh thì 10k tiền ship, còn nếu như mà ở tỉnh khác thì tầm 20 đến 25 nhá. Mẫu số 3 đây, ai chốt cho em mẫu số 3 ra báo nhá. Chị bán rất là rẻ đó Mỹ Hằng ạ, cho nên là em chị khó bỏ ra một chút tiền ship để mua áo bên chị. Rất là đẹp và rất là rẻ, bao giá bao chất luôn, chất bèo nghèo cho trả lại nhá. Em cam kết 100% đều là hàng lụa. Mẫu số 4 là mẫu Gucci này, mẫu này chắc chắn em không phải nói nhiều nữa, mẫu này rất là sang chảnh luôn. Mẫu này từ đầu mùa đến giờ em bán được rất là nhiều luôn này. Mẫu này từ đầu mùa đến giờ em bán được cực kỳ nhiều luôn. Em không biết là em đã bán cái số lượng áo Gucci này phải tầm đến 300-400 cái cho khách lẻ, còn chưa kể là khách xỉ bên em nhá. Nhưng mà khi trước em bán giá rất là cao, nhưng mà hôm nay em xả đồng giá 85k này. Áo em đang mặc đang còn nhá chị Hiền Đỗ ơi, áo em đang mặc đang còn 85k áo, xả đồng giá 85k áo này. Ai ưng áo nào thì comment cho em nhá, ai ưng áo nào thì comment cho em. Em bán hàng cực kỳ rẻ luôn và bao giá bao chất toàn Facebook. Vũ Huyền Trang ơi, đơn của em ship rồi nhá Vũ Huyền Trang ơi. Shop ở Vinh nhá chị Sương Nguyễn ơi, shop ở Vinh có nhận ship toàn quốc luôn ạ. Mẫu số 4 tay em cầm nhá, em ở Vinh nhá các chị. Ok, siêu fan lên mẫu số 4 màu đen hay màu trắng ạ? 70kg không vừa đâu chị Nguyễn Cung ơi. Ok, chị siêu fan lên 4 đen cho mình số điện thoại địa chỉ chị ơi. Mẫu số 4 nhá. Áo em đang mặc chỉ có mỗi màu này và màu đen đấy nhá. Áo em đang mặc có hai màu, màu trắng và màu đen nhá. Áo em đang mặc là mẫu số 4 là mẫu Gucci này. Ai lấy mẫu Gucci thì chốt cho em. Sao ba áo mà ship quá. Hai áo. Vũ Huyền Trang em inbox cho chị nha, em inbox cho chị này. Em inbox lại cho chị để chị giải quyết cho em nhá Vũ Huyền Trang nhá. Mẫu này mẫu số 4 này, mẫu số 4 có hai màu đen và trắng này. Mẫu số 4 có hai màu đen và màu trắng. Ok, Hiền Đỗ ơi đợi em một tí nhá. Ok, siêu fan mẫu số 4 ai chốt được không ạ? Chị Hiền Đỗ đợi em một tí, mẫu số 5 em sẽ like sang áo giống em đang mặc này. Đợi chị một tí này, chị like liver xong chị dép inbox cho em mẫu số 4 đi nhá. Mẫu số 4 hai màu đen và trắng đây, 85k một áo. Ai lấy mẫu nào thì chốt cho em. Chắc là bên chị có trục trặc đấy, nhưng mà sai thì chị sẽ gửi thẻ lại cho em hoặc là chuyển tiền cho em nhá. Mẫu số 4 này 85k một áo nhá chị Soda ơi. Có ai chốt mẫu số 4 không ạ? Mẫu số 5 là mẫu như em đang mặc đây này. Mẫu số 5 đây này, mẫu số 5 đây nhá. Mẫu số 5 là mẫu như em đang mặc đây, có hai màu đen và trắng nhá, hai màu đen và trắng đây. Mẫu số 5 ai lấy chốt cho em mẫu số 5 nào? Tất cả xả đồng giá là 85k, cực kỳ rẻ luôn nhá. Ai mà lấy thì chốt cho em này, 85k một áo cực kỳ rẻ. Ngay kể cả áo phông không có giá đấy đâu các chị ơi. Ngay kể cả là áo phông bên em không bán giá đấy đâu nhá. Nhưng mà hôm nay sơ mi em xả đồng giá, em dọn không, em xả đồng giá 85k áo rất là nhiều mẫu luôn này. Đây là mẫu số 5 nhá chị Hiền ơi. Chị Hiền hỏi em, hỏi áo giống em đang mặc thì chị Hiền lấy áo màu nào ạ? Chị Hiền nhớ comment là số 5 màu đen hay màu trắng nhá. Chị Hiền nhớ comment là số 5 màu đen hay là màu trắng để em đóng hàng cho chị nhá. Còn bạn Vũ, ok, chị Hiền Đỗ là lấy 3 trắng 3 đen. Ok chị nhá. Có nghĩa là chị Hiền Đỗ là lấy như nào nhỉ? Là chị lấy 3 cái áo trắng và 3 cái áo đen thôi, màu như em đang mặc à? Có màu vàng nhá Soda ơi, đợi mình một tí này. Chào chị Vân Bùi Thị này. Nhớ cho em mẫu số 5 có hai màu nhá. Mẫu số 5 là mẫu như em đang mặc có hai màu, màu đen và màu trắng nhá. Mẫu số 5 như em đang mặc có hai màu, màu đen và màu trắng nhá các chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Mẫu số 5 đấy nhá. Bạn ơi, có một cái màu vàng là họa tiết da báo này nhá. Họa tiết màu vàng da báo đây bạn này. À, cái trắng màu đen. Dạ ok chị, 3 trắng 3 đen ok chị nhá. Chị ơi, 85k một áo nhá. 85k một áo cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, không ai bán rẻ như em đâu. 85k một áo. Rồi ok, Anchico là lấy 5 trắng. Anchico là lấy 5 trắng là như em mặc này. Anchico cho mình số điện thoại nhá. Mẫu Chanel cũng 85k luôn. Hôm nay xả đồng giá xả cho các chị 85k áo cực kỳ rẻ luôn. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi vì hàng cực kỳ rẻ. Em cam đoan các chị là 100% đều là hàng lụa nhá. Mẫu 5 đây này. Mẫu 5 đây nhá. Anchico lấy cho Anchico nữa này. Ok nhá. Có ai lên mẫu 5 nữa không ạ? Rồi ok, chị Hiền Đỗ em chốt cho chị nhá. Các chị khi đặt hàng thì chú ý điện thoại cho em nhá để em gọi điện ạ. Ngày mai em sẽ gọi điện nhá. Hoặc là chị nào mà rảnh rảnh thì comment kèm địa chỉ cho em luôn đi. Thì cái đơn ship sẽ đến tay mọi người nhanh hơn nhá. Em nhắc lại là mẫu số 5 như em đang mặc đây, mẫu số 5 như em đang mặc đây có hai màu đen và trắng này. Mẫu số 5 như em đang mặc có hai màu đen và trắng. Váy hồng phía sau chị em, váy hồng phía sau chị đấy là 190 em nhá, 190. Ok, Linh Pi cứ tiếp tục theo dõi đi nhá. Rất là nhiều mẫu luôn, mọi người đừng nóng lòng nhá. Đây là mẫu số 5 như em đang mặc có hai màu đen và màu trắng này. Mẫu số 6 là mẫu họa tiết Chanel đây. Hôm nay xả đồng giá là 85k cho các chị dễ nhặt nhá. Hai màu đen và trắng họa tiết Chanel này, mỗi cái, mỗi áo chỉ còn mỗi một cái thôi, mỗi áo chỉ còn một cái nhá. Họa tiết Chanel mỗi áo chỉ còn một cái. Ai lấy đen thì comment đen cho em, ai lấy trắng thì comment cho trắng cho em. Ok chị Hiền Đỗ ạ. Mẫu này là mẫu số 6 nhá, Chanel là mẫu số 6.
Chanel là mẫu số 6 này. Đợi em một tí nhá, soda ơi, Chanel là mẫu số 6. Ai lấy mẫu số 6 chốt cho em này. Rồi ok, Linh Pi lấy Chanel đen cho mình số điện thoại bạn ơi. Linh Pi cho mình số điện thoại đi ạ. Chanel đen cất cho Linh Pi này. Còn một Chanel trắng thì ai lấy chốt cho em mẫu số 6 này mọi người ơi. Ai lấy chốt cho em mẫu số 6 cực kỳ đẹp này. Hàng Chanel cam đoan các chị 100% là hàng lụa nha, chất bên em cực kỳ đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền. Ok, Linh Pi lấy 6 đen này này. Linh Pi cho mình số điện thoại đi ạ. Váy thì đợi em một tí nhá. Mẫu số 6 còn màu trắng ai lấy không ạ? Mẫu số 6 còn màu trắng ai lấy không các chị ơi? Mẫu số 6 còn màu trắng ai lấy không ạ? Nhớ cho em là mẫu số 6 Chanel nhá. Chanel màu trắng ai chốt cho thì chốt luôn cho em này. Mẫu số 6 Chanel màu trắng này ai lấy chốt cho em này. Mẫu số 7 đây. Mẫu số 7 còn một áo này. Chị Phương Thảo ơi, đồng giá 85k một áo. Ai đang xem thì comment hộ em chữ đồng giá 85k một áo với ạ. Mẫu số 7 đây, ai lấy mẫu số 7 còn duy nhất một áo thế này. Màu này mặc rất là sang. Áo em mặc là 85k nha Miley Trần ơi. Không có size nha Linh Pi ơi, free size. Áo em mặc là 85k một áo, cực kỳ đẹp này. Xả đồng giá là 85k một áo. 6 là Chanel. Đây, mẫu số 7 đi nhá, mẫu số 7 còn duy nhất một áo này. Mẫu này các chị mặc sơ vi này là kết hợp với chân váy hay quần âu đều rất là ok nhá. Đối với cái hàng lụa này thì chắc chắn là không ai lạ nữa. Hàng lụa bên em rất là hot luôn mà em bán 85k một áo. Kể cả áo phông không có giá đấy đâu nhá, kể cả áo phông không có giá đấy đâu. Cho nên là các chị không phải suy nghĩ gì đâu mà em cam đoan các chị là 100% là hàng lụa Quảng Châu. Rồi ok, Soda Subo lấy áo số 7 cho mình số điện thoại bạn ơi. Không có áo đôi nhá chị, chỉ có áo đơn thôi. Có một áo số 7 thôi để cho bạn Soda Suba này. Ok nhá, số 7 lấy cho em số điện thoại đi ạ. Những chị nào mà com lấy gì thì comment số điện thoại kèm địa chỉ cho em nhá. Comment số điện thoại, cái chị Anchico ơi cho mình số điện thoại đi bạn ơi. Anchico cho mình số điện thoại, Anchico đang xem ở đó mà. Anchico cho mình số điện thoại đi ạ. Em ở Vinh nhá, áo sọc là mẫu số 1. Áo sọc là mẫu số 1, 3 màu trắng đen đỏ 85k. Lấy 10 cái không giảm giá đâu Phương Moon ơi. Hàng này em xả rồi, phi lợi nhuận rồi. Phi lợi nhuận rồi chị Phương Moon ơi, không giảm đâu nhá. Áo này chị về chị bán 130, 140 là chuyện quá bình thường luôn. Em chắc chắn luôn. Chào chị Vương Triều, em thấy chị Vương Triều rồi ạ. Chị ơi cho em coi cái áo đỏ sau lưng chị được không? Đây áo đỏ sau lưng chị đây em nhá, 85k một áo này. Đây là mã số 1 này. Ai mà lấy thì comment cho em số 1 này. Hoặc là comment sọc đen đỏ trắng, ba màu đen đỏ trắng nhá. Áo này mặc rất là chất luôn. Mà áo này thì em không phải nói nhiều nữa vì trên Face đang rất là hot luôn. Ba màu đen đỏ trắng 85k một áo. Ai lấy chốt cho em nhá. Các chị ơi kể cả lấy một áo hay là 10 áo đều 85k nhá. Thông cảm cho em vì hàng này em xả cực đỉnh rồi. Em xả không còn một chút lời lãi gì nữa đâu ạ. Không còn một chút lời lãi. Anchico ơi cho mình số điện thoại đi bạn Anchico. Anchico có đang xem ở đó mà. Bạn Anchico đặt áo mà chưa cho mình số điện thoại này. Các chị lấy gì thì nhớ comment cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Ai ok, Soda Soda là lấy sọc đỏ này. Ok, Hiền Đỗ là hai sọc đen hai cái. Ok, ok chị Hiền Đỗ ạ, chị nhớ lấy đơn thật là chính xác nhá. Em lấy ok, Phương Moon là lấy đen này. Các chị ơi ai lấy được không ạ? Ai lấy gì thì comment cho em nhá. Trắng đen đỏ ba màu. Ok, Phương Moon này, Phương Moon lấy đen này, chị nhớ lấy đơn chính xác cho khách nhá. Không có shoppe đâu chị ơi, ship code tầm 20-25k nhưng mà chắc chắn hàng. Chị ơi ship tầm 20-25k nếu như mở ngoại thành nhá. Còn nếu như ở nội thành Vinh thì 10k đấy ạ, 10k thôi. Chị ơi vải chất này là vải lụa nhá. Cam đoan 100% là vải lụa này. Em giơ lại mẫu này rồi em sẽ qua mẫu với chị Thúy Hồng nhá. Mẫu như em đang mặc là mẫu như tay em đang cầm là cái sọc ba màu đen đỏ trắng này, đen đỏ trắng. Ai lấy màu nào thì comment cho em là sọc đen đỏ trắng này. Sọc đen đỏ trắng cực kỳ đẹp luôn, sọc chị ơi chất lụa, chị ơi chất này là chất vải lụa nhá, 100% cực kỳ đẹp luôn. Sọc đen đỏ trắng cực kỳ đẹp. Ai lấy chốt cho em này 185k một áo, ship mình ăn tầm 20-22k thế nhá. 20-22k, nếu như mà cao lắm thì lên được tầm 25k thôi ạ. Mẫu số 2 à chị, đây là mẫu số 1 nhá. Mẫu số 2 còn một áo này, mẫu số 2 còn một áo, ai lấy chốt cho em này. 85k một áo thôi chị sách tay ơi. Mẫu số 2 đây này, ai lấy thì chốt cho em mẫu số 2 này còn một cái thôi. Ok Hiền Đỗ nhá. Ok chị Hiền Đỗ ạ. Nhớ lấy đơn cho chị Hiền Đỗ chính xác nhá. Mẫu số 2 đây. Ok ok ok, Phương Mu là lấy đen đỏ. Ok Phương Mu là lấy hai cái, em một đen một đỏ em. Ok nhá. Áo đen hết rồi các chị nhá. Áo đen trong bì hết rồi. Trong ít quá. Rồi áo chị ơi ship hành Hương Yên là tầm 20-25k nhá. Tầm 20-25k cứ ghi đơn nó mai hàng về tiếp. Hiền Đỗ ơi, chị các chị mà lấy cái nào thì comment cho em nhá. Đây mẫu số 2 này, mẫu số 2 còn mỗi một cái này em giơ lại này. Ship Hưng Yên tầm 20-25 nha Anchico ơi. Anchico lấy 5 trắng cho chị số điện thoại em nhá. Đây, mẫu số 2 ai lấy chốt cho em này, em không rơi lại nhiều lần đâu. Ai đang xem thì chấm cho em một chấm, em bán cực rẻ lắm rồi. Hàng này em xả 85k thì các chị biết rồi đấy. Có ai bán áo sơ mi mà rẻ như em đâu, có ai bán áo sơ mi mà rẻ như em đâu. 85k áo đó, cực kỳ rẻ luôn. Có sơ mi trắng tinh nhá, xóa hết ơi, sơ mi trắng tinh đây bạn ạ. Sơ mi trắng tinh có nhá, sơ mi trắng tinh cũng 85k một áo.
Em like mẫu số mấy đấy nhở? Mẫu số 7 nhá, em gọi đây là mẫu số 7 này. Mẫu số 7 Gucci này. Gucci. Anh chị cô ơi, nhưng mà bạn cứ cho mình số điện thoại đi ạ. Chị Thanh Huyền ơi, shipping thì 10k thôi, đơn giản 10k đấy chị ạ. Ok, Hà Thị Lan lên mẫu số 2 cho mình số điện thoại bạn ơi. Hà Thị Lan một áo duy nhất mẫu số 2 để cho Hà Thị Lan cho mình số điện thoại nhá. Áo trong người em còn nhá chị Thủy Phạm ơi. Áo trong người em chỉ 85k một áo thôi, 85k một áo thôi chị Thủy Phạm nhá. Áo trong người em rất là đẹp luôn này. Ok chị Hà Thị Lan nhá. Các chị lấy gì thì comment cho em với ạ. Các chị lấy gì thì comment cho em nhá. Áo trắng tinh à, áo trắng tinh rất là đẹp luôn, trắng tinh cũng có nhá. Trắng tinh cũng 85k đây này, bạn xóa hết này. Hàng uni nhá, áo trắng tinh là hàng uni. 57kg mặc được chị ơi, 57kg mặc được. Nhi nhoi ơi, áo chị đang mặc còn em nhá. Mọi người lấy gì cứ đặt thoải mái đi, còn hàng em nó còn rất nhiều. Ok, Phương Mu lấy Gucci hai màu đen đỏ. Phương Mu lấy hai áo cho mình số điện thoại nhá. Gucci ai trước nữa không ạ? Không phải em nói phét đâu, nhưng mà đối với cái hàng Gucci này nhà em bán không biết bao nhiêu cho đủ luôn. Từ đầu muốn rồi em phải bán được 300 cái, 400 cái cho khách lẻ rồi. Hiền Đỗ ơi, chắc chắn là em sẽ gọi điện cho chị rồi ạ. Ưng à chị, lâu về không thấy chị ghé shop với chị Thủy Phạm ạ. Chị xóa hết ơi, vừa chị ơi, mấy chị kia trước là toàn 57-60 cân mà vẫn vừa đó. Phương Mu ơi, cho em xem sơ mi. Sơ mi dáng váy thì hiện tại em chưa liver được nha. Hiền Đỗ là thêm áo trắng em đâu mà ok. Chị Hiền Đỗ ơi, các chị nào mà lấy rồi thì rảnh rảnh thì comment kèm địa chỉ cho em nhá. Mọi người nhớ chú ý điện thoại để sáng mai em gọi điện nhá. Tối nay thì em không có thời gian để gọi điện cho các chị, nhưng mà sáng mai em gọi điện cho các chị thì các chị nhớ chú ý để chốt đơn cho em nhá. Ok ạ, à. ok rồi, xóa hết rồi, bạn cho mình số điện thoại địa chỉ thì mình sẽ chốt nhá. Cứ ai cho số điện thoại địa chỉ là em chốt hết ạ, cứ yên tâm nhá, cứ yên tâm. Mọi người chỉ việc mở điện thoại ra và comment số điện thoại cho em. Thấy bạn Huyền Linh nhá. Thấy bạn Huyền Linh, mẫu số áo Gucci này có ai chốt không ạ? Có ai chốt mẫu Gucci này không mọi người ơi? Gucci này mặc cực kỳ sang con này, cực kỳ sang luôn. Áo đang cầm 85k nhá, vì tưởng là hôm nay mọi người mua hàng không phải hỏi giá đâu, bán rẻ đâu, không phải hỏi giá làm gì đâu. Vì là bán quá là rẻ rồi cho nên đừng hỏi giá nhá, 85k một áo thôi. Hỏi giá em lại uồn vì em bán rẻ quá. Rồi ok, Hà Thị Lan ạ, shop ở Vinh nhá chị nhá, shop ở Vinh nhận ship con toàn quốc. Đây là mẫu số 7 nhá. Mẫu số 8 này, mẫu số 8 cũng là một mẫu họa tiết rất là đẹp luôn và được rất là nhiều chị ưa chuộng, được rất là nhiều người ưa chuộng nha. Đây là mẫu số 8 này. Mẫu số 8 đây, màu rất là độc luôn này. Các chị đợi em một tí nhá. Dạ ok chị Thủy Phạm ạ. Qua mẫu nhá, đây là mẫu số 8 này. Mẫu số 8 là mẫu màu be nhá. Mẫu số 8 là mẫu màu be này. Riêng em chắc chắn đấy mọi người là trong tủ áo sơ mi của các chị là chắc chắn là phải có một cái áo sơ mi màu be này, vì màu be là một cái. Ok, ok bạn Kim à. Kim Sơ Rin cho mình số điện thoại nhá. Cho mình số điện thoại đi ạ. Đây, mẫu này là xem. Mẫu này mẫu số 8 này, mẫu này rất là sang luôn mà em đảm bảo là một cái màu này là cái màu này rất là tôn da này, màu này rất là tôn da và rất là dễ mặc này. Chị ơi, vải này là vải Việt Nam đấy chị nhá. Em đây nha, mẫu này mẫu số 8 này, ai lấy chốt cho em này, mẫu số 8 cực kỳ đẹp luôn đấy. Mẫu này mặc rất là sang này các chị. Đối với em thì em phải thả buông như thế này để cho các chị thấy dáng áo á, chứ mà thực ra mẫu này các chị về phối đồ hơn em thì đẹp không 100 lần luôn, vì các chị có thể sơ vi này hoặc là thả buông này, hoặc là buộc lên đều hoặc là mặc buộc lên nó, hoặc là kết hợp với áo phông bên trong đều rất là đẹp nhá. Gọi giờ đi cô duyên. Kim cái bạn Kim sốc ở bạn cái bạn là lấy cái gì đâu? Chị ơi, 85k một áo lấy chi? Bạn ơi, 85k một áo thế nha, 85k áo của bạn Kim Serin đây này, ba màu đen đỏ trắng và bạn lấy màu trắng đúng không ạ? 85k một áo, hôm nay mua hàng đừng hỏi giá vì bán rất là rẻ rồi. Mẫu số 8 ai chốt không ạ? Màu be này rất là sang con này, em đảm bảo là màu này em mà mặc lên á thì các chị phải đặt dầm luôn, chắc chắn luôn. Vì áo này còn rất là ít rồi này, cho nên ai lấy chốt cho em 85k một áo nha, 85k một áo. Các chị đặt hàng thì cứ yên tâm đi, không nhầm hàng đâu, vì bên em có một ekip luôn, người thì ghi đơn, người thì đóng hàng, còn chị người thì gọi điện á, cho nên là không bao giờ là nhầm hàng các chị đâu nha. 85k áo. Mẫu số 8 ai chốt không ạ? Ai chốt mẫu số 8 không ạ? Ai chốt mẫu số 8 không này? Em chuyển sang mẫu khác nha, một mẫu số 9 này. Mẫu số 9 còn duy nhất một áo này. Áo bên em còn rất là ít thôi các chị ơi. Ai đang xem chấm cho em một chấm nha, em bán hàng cực kỳ rẻ. Đúng rồi, lụa chị Trinh Trinh ơi, đảm bảo cam kết với chị 100% là hàng lụa nhá. Nhi nhoi ơi, nam không mặc được đâu bạn nhá, chỉ nữ mặc được thôi. Mình bán hàng nữ thôi nha, nam không mặc được đâu. Mẫu số 9 này ạ. Mẫu số 9 nước tay em cầm này. Mẫu này mẫu số mấy nhỉ? Thôi em lại quên mẫu rồi. Em có cái bệnh hay quên. Ai nhớ đây là mẫu số mấy không ạ? Mẫu số 10 nhá. Đây là mẫu số 10 đi. Mẫu số 10 còn mỗi một cái này, ai lấy chốt cho em này. Ok, xóa hết chốt.
rồi à, chốt cho chị xóa hết sơ mi trắng tinh 57kg rồi nhá. Chốt cho chị xóa hết rồi. Một số 10 đây, một số 10 ai chốt cho em không ạ? Một số 10 họa tiết màu xanh này các chị ơi. Em nói thật là mùa hè các chị mặc cái họa tiết này á, nó mát mắt cực kỳ luôn nhá. Nó cực kỳ mát mắt luôn. Ok, Vân Quỳnh Trang ở lấy số 9 này. Còn một áo số 9 để cho chị Quỳnh Trang này. Chị Quỳnh Trang cho em số điện thoại nhá. Chị Quỳnh Trang, à chị Văn Quỳnh, Văn Huỳnh Trang em số điện thoại nhá. Còn đây là mẫu số 10 này. Mẫu này màu xanh rất là mát mắt luôn. Tại sao? Còn mỗi một cái này ai lấy chốt cho em mẫu số 10 này. Cam kết với các chị là 100% đều là hàng lụa Quảng Châu luôn. Hàng này không đẹp không lấy tiền. Ok, Phương Bun nhá. Chị Văn Quỳnh Trang và chị Phương Bun cho em số điện thoại với ạ. Mỗi áo chỉ còn mỗi một hai cái thôi nên là mọi người lấy gì thì comment trong cùng một tút cùng số điện thoại. Chị ơi, 85k một áo cực kỳ rẻ luôn. Sơ mi mà bán 85k một áo thì chắc chắn là giờ, chắc chắn là cái cầm. À chị, cái chị Văn Huỳnh Trang ở số 9 đấy này. Tìm thêm một áo màu xanh đi cho em nhá. Có nghĩa là rồi ok, số 9. Dưới đây chị Văn Huỳnh Trang và chị Phương Mu là cùng lấy áo trái tim đúng không? Em lấy hai áo trái tim cho chị nhá. Đồng giá 85k một áo đấy, không đẹp không lấy tiền đâu. Cam đoan đấy, chắc chắn rồi đấy. Chị Văn Huỳnh Trang ơi, cho em số điện thoại nhá. Áo xem lại áo bèo là áo gì nhỉ? Mẫu số 10 đây, mẫu số 10 lúc này em nhầm nha, đây mới là mẫu số 10 này. Có màu đỏ nha Phương Mun ơi, đợi chị một tí này. Mẫu số 11 sẽ là mẫu 10 màu đỏ, màu đỏ theo yêu cầu của em. Các chị ơi, mẫu số 10 còn duy nhất một áo này. Màu này em gọi là màu nâu nha, tạm gọi là màu nâu. Mẫu Gucci này, mẫu Gucci mà màu này thì rất là lạ luôn. Mẫu Gucci thì em cam đoan với chị, mẫu Gucci mà các chị mua màu này thì rất là lạ. Chị Thúy Hương ơi, vải này là vải lụa hàng Quảng Châu nha, rất là đẹp luôn. Hàng này á, ngay kể cả các chị có đi sang Quảng Châu không mua được giá đấy đâu, vì em nhập rất là cao rồi. Nhưng mà hôm nay mát trời em xả hết nhá, để em sửa sang lại chỗ liver thật là lung linh, thật là đẹp luôn ạ. Mẫu này mẫu số 10 nhá, mẫu số 10 rất là đẹp. Ai lấy chốt cho em mẫu số 10 này. Mẫu số 10 còn duy nhất một áo này, áo nào còn duy nhất một áo thì em nói với các chị nhá. Chất vải lụa hàng Quảng Châu, cam đoan luôn ạ. À, đây là mẫu số 10 nhá. Tiếp theo em chuyển sang mẫu số 11 này. Mẫu số 11 là một mẫu áo màu đỏ này. Mẫu số 11 là một mẫu áo màu đỏ cho tay em cầm nha. Em ở Vinh nha chị ơi. Giá này chỉ áp dụng trên livestream thôi nha. Em ở Vinh. Em ở 22 Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy, thành phố Vinh nhá. Đây là mẫu 11 này. Cứ để nó đi tí em tìm nhá. Mẫu 11 nha, em ở Vinh nha các chị ơi. Em ở 22 Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy, thành phố Vinh ạ. Mẫu 11 là mẫu hình con mèo màu đỏ này. Mẫu 11 mẫu hình con mèo màu đỏ nha. Mẫu này còn duy nhất một áo thế này. Mẫu số 10 cũng còn một áo này, mẫu 11 cũng còn một áo này. Ai lấy mẫu nào thì chốt cho em nhá. Mẫu 11 đây, ai lấy chốt cho em ạ. Mẫu 11 hình con mèo này. Mẫu này mà rất là sáng da luôn các chị ạ. Mẫu 11 nó rất là sáng da nhá. Mọi người ơi, ai đang xem thì chấm cho em một chấm nhá, để em biết là mọi người vẫn đang quan tâm nào. Mẫu 11 nhá, các chị có thể chia sẻ bài viết để cho đôi khi những người gần nhà nhau mua hàng thì mình đỡ được tiền ship đi, mà lại mua chung được gom đơn lại rất là tiện luôn, đỡ mất tiền ship nhá. Mẫu này là mẫu 11, ai lấy chốt cho em này. Chị nào lúc nãy vừa hỏi em mẫu màu đỏ nhá, mẫu 11 đấy nhá. Chị Phương Mun nhá, mẫu 11 là mẫu màu đỏ này. Em like sang một mẫu khác nhá, một mẫu khác rất là mới lạ luôn là mẫu 12 nhá. Mẫu 12. Mẫu 12 là áo nhà em đang mặc vẫn đang còn nhá các chị nhá, cho nên là chị nào mà quan tâm đến mẫu áo nhà em đang mặc thì vẫn chốt cho em nhá. Mẫu áo nhà em đang mặc vẫn chốt nhá. Vẫn còn hai màu đen và đỏ, còn hai màu đen và màu đỏ nhá. À còn hai màu đen và trắng. Còn hai màu đen và trắng là mẫu áo nhà em đang mặc nhá, mẫu 12 đây. Mẫu 12 là lai mẫu Levi's nhá. Mẫu 12 là mẫu họa tiết Levi's nhá các chị ơi. Mẫu 12 là mẫu họa tiết Levi's cho tay em cầm đây. 12 Levi's này, riêng cái họa tiết Levi's này thì chắc chắn là không phải nói nhiều đúng không ạ? Vì là cái mẫu họa tiết Levi's này mặc nó rất là sang. Lóa à chị? Vì có họa tiết Levi's này mặc nó rất là sang này. Mà em khuyên là những chị nào mà fan màu đen ấy, thì mà mình nên kết hợp những cái áo mà có họa tiết đơn giản thế này này. Mặc những cái thì trông nó đỡ nặng nề hơn là các chị mặc mình áo màu đen ấy, thì trông nó rất là nặng nề nhá. Ai mà lấy thì chốt cho em mẫu 12 này. Ai mà lấy chốt cho em mẫu 12 nhá. Ok, Phương Mun là lấy luôn mẫu 12 này. Ok, Phương Mun nhá. Có ai lấy mẫu 12 đúng không ạ? Chị Phương Mun là có đơn chưa? Nếu như mà... Rồi ok, xóa hết 12 luôn này, ok. Linh Pi 12, Linh Pi ơi cho mình số điện thoại đi bạn ơi. Mẫu 12 cực kỳ đẹp luôn. Không xem được à? Rồi, ok, xóa hết 12 này. Linh Pi 12, Linh Pi có đơn chưa? Linh Pi cho em số điện thoại. Chị ơi, Linh Pi cho em số điện thoại đi ạ. Các chị đã xem được chưa? Mẫu 12 rất là đẹp luôn này. Linh Pi ơi cho mình. Rồi ok, Linh Pi này, xóa hết 12 này, ok. Ai chốt 12 đúng không ạ? 12 này, 12 cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là các chị đừng có nên mặc họa tiết màu đen không, trông nó rất là nặng nề, nhưng mà các chị kết hợp như thế này này, trông vừa sang vừa đẹp và rất là xinh luôn. Mẫu 12 nhá. Mẫu 12 đây, ai xem chốt cho em này mẫu 12. Ai chốt mẫu 12 đúng không ạ?
mẫu 12. Rồi ok chị Kim Thoa, chị Kim Thoa cho em số điện thoại đi ạ. Linh Pi ok này, Kim Thoa này, Linh Pi ok, chị Linh Pi này, Kim Thoa cho em số điện thoại chị ơi. Có ai chốt mẫu 12 được không ạ? À? Ok, Phương Moon đây, đợi em một tí này, mẫu 12 đây. Mẫu 11 màu đỏ đây này chị L, Phương Moon đây, mẫu 11 màu đỏ đây, mẫu 11 màu đỏ đây nhá, màu đỏ mẫu 11 đây. Và đây là mẫu 12 nha các em, cầm họa tiết Levi's mẫu 12. Ai chốt được không ạ? 85 cao áo thôi các chị ơi, shop ở Vinh nhá. Shop ở Vinh và nhận ship code toàn quốc luôn, và giá này chỉ áp dụng trên livestream thôi. Vì là những cái hàng này em đã xả rồi nhá, em đã xả mà bên em bán hàng theo hệ thống. Vải này là vải lụa nhá chị nhá, cam kết 100% là vải lụa Quảng Châu này, mẫu 12. Ai chốt cho em này? Huỳnh Ngọc, chị Kim Thoa này, chị Linh Phi này. Chị Kim Thoa cho em số điện thoại đi à. Chị Kim Thoa có thể comment số điện thoại địa chỉ cho em à. Chị Phương Moon đây, mẫu 11 là mẫu con mèo màu đỏ nhá. Và đây là mẫu 12 là mẫu họa tiết Levi's cho em cầm. Mẫu 12 nha các chị ơi, ai lấy chốt cho em mẫu 12 này, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu 12 cực kỳ đẹp đó nhá. Mẫu 12 rất là đẹp luôn này. Họa tiết Levi's cực kỳ sang chảnh. Em chuyển sang mẫu 13 nhá, em chuyển sang mẫu 13. Mẫu 13 là họa tiết Gucci. Ok, xóa hết là hai áo nhá. Mẫu 13. Mẫu 13 là mẫu họa tiết Gucci. Mẫu 13 là họa tiết Gucci chữ to này, họa tiết Gucci chữ to này các chị ơi. Đây là mẫu 13 họa tiết Gucci chữ to nhá. Mẫu 13 họa tiết Gucci chữ to. Ok chị Kim Thoa này, ai chốt mẫu 13 không ạ? Mẫu 13 chỉ còn hai áo thôi, ai lấy chốt cho em nhá, mẫu 13 này. Ok chị Kim Thoa cho em kia địa chỉ cụ thể ở Đà Nẵng đi ạ. Mẫu 13 này các chị ơi, đặt hàng hôm nay thì ngày mai em gọi điện nhớ nghe máy nhá. Ngày mai em gọi điện các chị nhớ nghe máy cho em để chốt hàng cho em nhá. Mẫu 13 đây, mẫu 13 là một mẫu họa tiết Gucci này, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này màu trắng này. Quần bò 90 phân không có chị Thủy Phạm ơi. Mẫu này thường thường là các chị sơ vi lên thì đẹp hơn em rất là nhiều, nhưng mà em muốn thả buông để cho các chị xem dáng áo ấy ạ. Còn nếu như mà các chị mà sơ vi lên thì đẹp tuyệt vời luôn mọi người, về kết hợp với chân váy hay là với quần âu hay là với phụ với lại quần bò đều rất là đẹp nhá. Đây là mẫu 13, ai lấy chốt cho em mẫu 13 này. Mẫu 13 còn mỗi một áo thôi nhá, Gucci màu trắng này. 13 ai lấy chốt cho em này nhá. Tiếp theo là mẫu 14 nhá. Mẫu 14 là một mẫu rất là đẹp luôn, mẫu hình họa tiết hình môi này, mẫu này cũng rất là sang luôn nhá. Không có áo đôi nhá Kim Thoa ơi, không có áo đôi em ạ. Mẫu 14 ai chốt cho em không ạ? Mẫu 14 là một mẫu họa tiết Gucci này, Gucci kẻ môi này, mẫu 14 này. Ok Kim Thoa ơi, Kim Thoa ơi, em cho số điện thoại chưa? Dạ ok chị Kim Thoa, chị inbox cho em nhá. Mẫu 14 này là họa tiết Gucci này. Màu ngoài đời nó sáng lắm các chị ơi, tại vì trong ốt bóng đèn, hệ thống bóng đèn trong ốt không được tốt lắm, cho nên là nhìn lên các chị nhìn màu nó không được đẹp lắm, nên các chị thông cảm với em nhá. Chứ thực ra là về nhà mọi người nhận hàng chắc chắn là mọi người sẽ rất là bất ngờ luôn, vì hàng bên em rất là đẹp luôn. Đây là mẫu 14 này, ai lấy chốt cho em này. Mẫu 14 này em bán đồng giá là 85 cao áo nhá. Quần ống rộng có nhá chị Vinh Nguyễn ơi, có quần ống rộng, nhưng mà chị Vinh Nguyễn vào Facebook em xem quần ống rộng nhá, vì hiện tại em không like được quần ống rộng đâu ạ. Mẫu 14 đấy nhá, ai chốt cho em này. Mẫu 14 đấy, mẫu này đẹp lắm các chị ơi này, mặc sơ vi lên này cực xinh luôn, mặc sơ vi hoặc là thảo buông đều cực kỳ xinh luôn này. Mẫu 14 này, đây là mẫu 14 nhá. Tiếp theo là một mẫu nữa này, một mẫu 15 này. Mẫu 15 là mẫu Gucci này. Nói chung là năm nay đang rất là hot Gucci luôn. Năm nay Gucci là thuộc trong những cái dòng áo rất là hot luôn. Cho nên là mọi người cũng mua Gucci không bao giờ phải lo lắng, không bao giờ phải suy nghĩ đâu. Vì Gucci rất là hot mà, Gucci rất là hot luôn. Chắc chắn là năm nay mọi người phải sắm cho mình một cái áo Gucci là điều chắc chắn rồi. Vì hàng Gucci năm nay rất là hot, mà cái riêng cái hàng Gucci này, thứ nhất là mặc rất là sang, thứ hai là mặc rất là tôn kiểu rất là dễ phối đồ ấy, cho nên là lựa chọn áo Gucci là một lựa chọn rất là chính xác luôn. Có quần ống suông nha, chứ không có quần ống suông chị ơi. Mẫu 14 nữa tay em cầm nhá mọi người ơi, mẫu 14 nữa tay em cầm là một mẫu họa tiết Gucci này, Gucci màu trắng là mẫu 14 nữa tay em cầm nhá. Ok Phương Moon ạ. Mẫu 14 là họa tiết Gucci nha tay em cầm này, mẫu này cực kỳ đẹp này. Đấy. Riêng cái hàng Gucci này thì em không phải quảng cáo nhiều đâu, vì nó đẹp lắm. Mà khách nhà em vô Gucci nhà em cực kỳ ưng luôn. Các chị lướt Facebook của em, cả bảng tin của Facebook của em toàn là ảnh khách mặc áo Gucci đây, cực kỳ đẹp đó. Mẫu 14 nhá, các chị nhớ cho em mẫu 14 hai màu đen và trắng này. Ai lấy chốt cho em mẫu 14 hai màu đen và trắng nha, hai màu đen và trắng mẫu 14 này cực kỳ đẹp luôn. Hàng này em cam đoan với các chị là 100% đều là hàng lụa Quảng Châu nhá. Hàng này không đẹp không lấy tiền đâu, bao giá bao chất toàn Facebook luôn. Bao giá bao chất toàn Facebook này. Đây mẫu 15 là một mẫu họa tiết da báo màu vàng này, ai lấy chốt cho em này. Chị Phương Moon đây, mẫu 15 họa tiết da báo màu vàng này. Riêng cái mẫu này thì chắc chắn là không phải nói nhiều đúng không ạ? Không phải nói nhiều đúng không? Vì cái họa tiết này thứ nhất là nó sang, và thứ hai là nó không bao giờ lo lỗi mốt cả nhà. Đây là mẫu 15 này, ai lấy chốt cho em mẫu 15 họa tiết da báo nhá.
Hạn tiết này chỉ còn 2 áo thôi, cho nên ai lấy thì chốt nhanh cho em ạ. Chỉ còn 2 áo ra báo thôi nhé các chị ơi, chỉ còn 2 áo ra báo thôi. Bên em có xả quần ống á, có xả quần xếp ly, quần đùi xếp ly, quần đùi xếp ly và form rộng 100k nha, quần đùi xếp ly và form rộng 100k. Ok, Phương Môn lấy 15 này. Có ai lấy áo 15 nữa không ạ? Áo 15 vẫn đang còn một áo này, chị Phương Môn lấy một áo này. Có ai lấy áo 15 nữa không ạ? Có ai lấy áo 15 nữa không ạ? Bên em vẫn liver quần đùi xếp ly nhá. Bây giờ em sẽ nhặt vài mẫu quần đùi xếp ly cho các chị xem. Đây là mẫu 15 này mọi người ơi, quần đùi xếp ly xả 100k này, mẫu 15 ai chốt không ạ? Mẫu 16 là một mẫu rất là độc này, mẫu 16 còn duy nhất một áo này. Mẫu 16 còn duy nhất một áo nhá, mẫu 16 còn duy nhất một áo thôi. Trời ơi, mẫu này độc lắm. Được hàng về được có mỗi một cái thôi các chị ạ. Em đúng là vật lộn mãi mới về được một mẫu này mà về được đúng một cái rất là buồn luôn, mẫu 16 này. Mặc lên kiểu phong cách nó rất là nghịch nghịch và nó kiểu nó năng động ạ. Đây là mẫu 16 nha, ai lấy chốt cho em mẫu 16 này. Ok, Linh Pi lấy 16 nhá. Cộng đơn cho Linh Pi mẫu 16 này. Tiếp theo là mẫu 17 này. Mẫu 17 cũng còn một cái thế này. Chị Như Châu ơi, mẫu 16 hết mất rồi chị Như Châu ơi. Chị Như Châu tiếp tục theo dõi để chọn nhá. Vì mẫu 16 có bạn Linh Pi chốt rồi ạ. Chị Như Châu ơi, chị tiếp tục theo dõi nha. Đây là mẫu 17 này. Chị Như Châu quan tâm mẫu 17 không? Mẫu 17 là họa tiết phản quang này. Mẫu 16 để cho chị Linh Pi à. Chị Như Châu ơi, chị tiếp tục theo dõi để chọn mẫu khác nhá. Đây là mẫu 17 người ta em cầm là mẫu họa tiết phản quang màu xanh này. Màu xanh bông hoa này rất là đẹp luôn. Đây là mẫu 17 nhá. Mẫu 17 này còn một áo đây này, còn duy nhất một áo đây này, rất là đẹp luôn. Ai lấy chốt cho em nhá. Áo nhà em đang mặc cũng còn nhá. Xả đồng giá là 85k một áo. Mẫu 17 đây, ai lấy chốt cho em nhá. Mẫu 17 này cắt tình yêu của em ơi này. Mẫu này trời ơi, mẫu này các chị mặc sơ vi lên này. Mà này, cái họa tiết này nó phản quang ấy, cho nên nó trông nó rất là bền màu, rất là sáng luôn. Rồi ok, Hà Thị Lan ạ. Đây là mẫu 17 này, có ai chốt không ạ? Có ai chốt mẫu 17 không ạ? Mẫu 17 nhá, các chị nhớ cho em đây là mẫu 17 là họa tiết này nhá. Mẫu 17 là họa tiết này. Còn mỗi một áo thế này, còn mỗi một áo em rơi cho chị nào nhanh tay thì chốt với em mẫu 17 này. Chị nào nhanh tay chốt lại với em mẫu 17 nhá. Đây này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Mẫu 18 là mẫu họa tiết hình môi này. Mẫu 18. Mẫu 18 là mẫu họa tiết hình môi này nha chị. Mẫu 18 là mẫu. Ok, Hiền Nguyễn lên mẫu 17 này. Ok, chị Hiền Nguyễn cho em số điện thoại với ạ. Cho em số điện thoại với ạ, chị Hiền Nguyễn ơi. Mẫu 18 đấy nhá, ghi đơn lên cho họ. Mẫu 18 đây. Không coi được. Ok, chị Hiền Nguyễn mẫu 17 ạ. Hiền Nguyễn, chị Hiền Nguyễn ơi, cho em số điện thoại đi chị ơi. Em chốt cho chị mẫu 17 rồi ạ. Đây là mẫu 18 nhá, mẫu 18 là mẫu họa tiết hình môi này. Còn một màu nữa nhá. Còn một màu nữa này. Chị Hiền Nguyễn cho em số điện thoại với ạ. Các chị lấy gì thì comment kèm số điện thoại cho em nhá. Sáng mai em sẽ gọi điện để chốt đơn thì các chị chú ý giữ điện, các chị chú ý điện thoại cho em nhá để chốt đơn cho em. Ok, chị Hiền Nguyễn em thấy số điện thoại của chị rồi nhá. Cảm ơn chị Hiền Nguyễn ạ. Mẫu 18 đây. Mẫu 18 hai màu nhá. Màu be và màu tím, màu be và màu tím, mẫu 18 hai màu, màu be và màu tím này. Không có sơ mi nam với chị Kim Thoa ơi, bên em chỉ có sơ mi nữ thôi ạ. Mẫu 18 ai chốt thôi cho em không ạ? Em nói thật, em khuyên chân tình với các chị là các chị nên có một cái áo màu be này. Vì cái màu be này rất là hiếm. Rất ít khi người ta sản xuất áo sơ mi màu be. Nhưng mà chỉ có em mới kiếm được cái mẫu sơ mi màu be này. Rất là độc và rất là lạ. Và riêng cái màu be này là cái màu rất là dễ phối đồ này. Ok, chị Hiền Nguyễn em thấy số điện thoại của chị rồi nhá. Mẫu 18 nhá. Ai chốt cho em mẫu 18 này. Mẫu 18 này. Màu be này rất là độc luôn các chị ơi. Họa tiết hình môi này, cúc si này. Mẫu 18 đấy nhá. Mẫu 18 có hai màu là màu tím và màu be. Màu tím và màu be. Ai ưng màu nào thì comment xuống phía dưới cho em nhá. Ai ưng màu nào thì comment xuống phía dưới cho em. Mẫu 18 đấy nhá. Mẫu 18 rất là đẹp luôn. Ai lấy thì chốt cho em này. Mẫu 18 đây. Xả đồng giá là 85k một áo nhá. Cực kỳ rẻ luôn. Ngay kể cả là các chị mua áo phông không có giá đấy đâu. Nhưng mà một cái áo sơ mi lụa mà 85k thì mọi người nhanh tay mà nhặt hàng đi ạ. Cực kỳ đẹp nhá. Ai đang xem thì chấm cho em một chấm đi ạ. Các chị có thể chia sẻ bài viết để cho bạn bè, người thân của mình cùng xem á. Để cùng đặt hàng rồi cùng mua chung á. Đôi khi em gom đơn lại cho các chị đỡ phí tiền ship hơn đấy ạ. Mà bên em thì nhận ship code toàn quốc thôi nha. Cho nên các chị yên tâm luôn. Ở Vinh cũng ship mở động ship nhá. Mẫu 18 này ai lấy chốt không ạ? À? Có đầm nhá chị Vân Huỳnh Trang ơi, nhưng mà đầm hiện tại em không like được ạ, chị thông cảm nhá, tí nữa em sẽ like lại đầm này. Mẫu 18 ấy nha, em chuyển sang một mẫu khác này. Em chuyển sang một mẫu khác mà nãy dù em chưa like này là mẫu 19 nhá. Mẫu 19 có hai màu đen và trắng, có hai màu đen và trắng nha, em đang cầm trên tay em. Mẫu 19 đấy nha, đây là mẫu 19 này. Mẫu 19 có hai màu đen và trắng nhá.
em khuyên là mọi người không nên mặc họa tiết đơn điệu một màu, mà các chị nên kết hợp những cái màu như thế này này. Có nha chị Nguyệt Nguyệt ơi, đợi em một tí này, đợi em một tí này. Mẫu 19 này nha. Mẫu đi có màu đen không này? Còn màu đen được. Chị Nguyệt Nguyệt ơi, đợi em một tí, rất là nhiều kiểu áo như vậy ạ. Đây là mẫu 19 nhá, mẫu 19 để em tìm xem còn màu đen không nhá, để em tìm xem mẫu 19 còn màu đen hả? Thử này này. Còn không? Đây là mẫu 19 nhá, một mẫu 20 này, một mẫu 20 này. Nền đen họa tiết đấy chị nhá, mẫu 20 là một mẫu nền đen họa tiết này. Nền đen họa tiết bên em nhiều lắm. Mẫu 20 là mẫu giống em đang mặc đây này, nền đen họa tiết nha. Mẫu 20 đây giống em đang mặc đây này, hai màu đen và trắng. Ai mà lấy màu nào thì chốt cho em mẫu 20 màu đen hoặc là màu trắng, kèm số điện thoại cho em là được ạ. Đây là mẫu 20 nhá. Chết rồi, em giơ lộn ngược áo ấy. Cam đoan với các chị là 100% là hàng lụa, mà những ai mặc hàng lụa bên em thì biết rồi đấy ạ. Hàng lụa thứ nhất là nó không nhăn không xù, thứ hai không nhăn, thứ hai là không xù, thứ ba là không bay màu, và thứ tư là mặc mãi mãi luôn, không bao giờ lo lỗi mốt nhá. Đây là mẫu 20 này, mẫu 20 hai màu đen và trắng nhá. Mẫu 20 hai màu đen và trắng, ai lấy chốt cho em này. Mẫu 20 là mẫu như em đang mặc nhá. Có chị nào quan tâm không ạ? Hai màu đen và trắng đây rất là đẹp luôn. Hàng này đảm bảo với các chị là không đẹp không lấy tiền đâu, siêu đẹp luôn. Bên em bán vừa rẻ vừa đẹp ngay, kể cả khách sỉ không có ra đấy đâu nhá. Mẫu 20 đây, ai lấy chốt cho em này. Chị Nguyệt Nguyễn ơi, mẫu 20 này được không ạ? Chị Nguyệt Nguyễn ơi, mẫu 20 này được không ạ? Ai đang xem thì chấm cho em một chấm để em biết là mọi người vẫn đang tương tác với ạ. Bên em nó còn rất là nhiều mẫu nha, cho nên mọi người cố gắng nán lại trước video của em vài ba phút này. Có ai quan tâm quần đùi xếp ly xả đồng giá 100k không ạ? Có ai quan tâm quần đùi xếp ly xả đồng giá 100k? Ba màu xanh hồng đen trắng sữa không ạ? Xanh hồng đen sữa không ạ? Xanh hồng đen sữa. Xanh hồng đen sữa, đúng rồi, xanh hồng đen sữa, bốn màu đấy. Có ai quan tâm ạ? Xả đồng giá 100k một quần. Đây là mẫu 20 nhá, mẫu 20 có hai màu này, màu trắng và màu đen như tay em cầm. Mẫu 21 đây ạ, mẫu 21 là mẫu âm. Ok Thủy Phạm ạ. Dạ chị Thủy Phạm mai lấy ok chị nhá. Ok em sẽ like tiếp này, mẫu 21. Bây giờ em sẽ like lại từ đầu này. Ok chị Vinh Nguyễn quần nhá. Em trong khi like áo, trong khi chờ đợi các chị vào tập trung xem áo thì em sẽ like quần. Em like quần nhanh thôi, cực kỳ nhanh. Ok Linh P này. Ok quần đấy nhá. Quần như tay em cầm đây này, quần đùi xếp ly này. Ai mà quan tâm thì biết rồi đấy ạ. Cái mẫu quần này đang rất là hot trên mạng, đang rất là hot trên mạng này. Quần đùi xếp ly nhá, quần đùi xếp ly này. Hàng cam đoan 100% đều là hàng Quảng Châu, 100k một quần nhá. Bốn màu này, màu đen này, màu sữa này, màu gel này, và cuối cùng là màu hồng. Màu đen, màu sữa, màu gel và màu hồng. Ai lấy màu nào thì comment cho em nhá. Màu đen, màu sữa, màu gel và màu hồng, bốn màu rất là đẹp luôn này. Đen, sữa, gel, hồng, mà những cái quần này rất là hot trên mạng. Cái quần này được một cái ưu điểm là những chị nào mà gầy thì nó sẽ che được khuyết điểm của các chị là chân gầy, còn những chị nào béo á thì nó không lộ đùi to đâu ạ, vì nó là suông một mạch như thế này mà cộng thêm xếp đi nữa, cực kỳ đẹp nhá. Chỉ 100k một quần thôi, ai lấy chốt cho em này, 100k một quần nhá. Bốn màu, màu hồng này, màu xanh rêu này, màu sữa này và màu đen này. Quần này các chị có thể kết hợp với áo phông nhung này, hoặc là áo sơ mi này, hoặc là những cái áo sơ mi lụa này, các chị sơ vi nên cực kỳ xinh luôn. Mùa hè này mà không sắm quần đùi xếp mi thì chắc chắn là sẽ rất là thiệt thòi luôn, vì á nó rất là mát, mặc nó rất là mát và nó dài thế này để các chị đi đâu không sợ bị đen da hay là cháy nắng nữa nhá. Mặc đi biển cũng rất là chất chơi luôn, cực kỳ sang chảnh luôn ạ. Đây là mẫu quần nhá, mẫu quần các chị lấy màu nào thì comment cho em. Bây giờ em sẽ like lại áo, nhá. Ai quan tâm thì chấm cho em một là ai mà quan tâm thì chấm cho em một chấm đi ạ. Đầm các chị vào Facebook em xem ảnh nha, em đăng ảnh đầm rất là nhiều đấy, em đăng ảnh đầm rất là nhiều luôn mọi người ơi. Mọi người quan tâm đầm thì vào Facebook em xem nhá. Áo nha em đang mặc vẫn đang còn, xả đồng giá là 85k áo nhá. Áo nha em đang mặc vẫn đang còn, xả đồng giá là 85k áo nhá. Ok áo này Phương Moon này. Lại tiếp áo nhá. Có ai quan tâm đến áo hoa quả không ạ? À? Chị Vinh ơi, ok, chị Hà Thị Lan là lấy đen này. Chị Vinh là lấy gì ạ? À? Chị Vinh Nguyễn là lấy đen đúng không ạ? À? Chị Hà Thị Lan là cộng thêm với chị nữa một quần đen này. Chị Vinh Nguyễn ơi, 40 kg mặc được chị nhá. Cái chị Tuệ Nhi ấy, chị Tuệ Nhi hay liver chỉ có mỗi 40, 39, 40 kg thôi mà chị mặc đẹp lung linh như này. Cho nên là các chị cứ yên tâm là mặc vừa nhá. Mặc vừa này đấy. Vì là quần run này mà quần đùi xếp đi, em đã nói ấy, nó có được cái đặc điểm là che khuyết điểm. Những chị nào mà gầy ấy thì che khuyết điểm là đùi nhỏ, còn những chị nào béo ấy, vì cái có cái đường xếp đi này tạo cảm giác nó rất là hiền hòa nhá. Chỉ 100k một quần thôi, 100k một quần, bốn màu nhá. Ai lấy màu nào thì chốt cho em. Cho nên chị Vinh Nguyễn yên tâm này. Chị Hà Thị Lan là em chốt em với chị một cái quần màu đen nhá. Bây giờ có ai hóng áo đi biển không ạ? Có ai hóng áo đi biển em xả đồng giá là
Thôi em xả đồng giá là thôi. Riêng cái áo này thì em xả đồng giá là 70k một áo thôi nhá. 70k một áo thôi cho mọi người dễ nhập này. Form rất là rộng luôn, có cả form giấu quần nữa nhá, có cả form giấu quần nữa này. Áo đi biển rất là đẹp. Áo hoa quả là 70k đúng không ạ? 70k đúng không chị Tuệ Nhi? 70k nhá chị Kim Thoa ơi, 70k áo thôi. Mọi người bây giờ là muốn xem áo lụa hay là muốn xem áo hoa quả thì chấm cho em một chấm đi, em like hết cho. Bên em nhiều hàng đẹp lắm mà toàn hàng độc thôi, hàng mới về nhá. Không bao giờ có hàng tồn cũ đâu, vì hàng bên em chỉ bán trong vòng 1 tuần đến nửa tháng là hết sạch hàng luôn. 1 tuần thôi, 1 tuần là hết trơn hàng. Chứ không bao giờ em để lại hàng tồn tại cửa hàng đâu nhá. Không bao giờ để tồn lại ở cửa hàng, tồn lại cửa hàng đâu. Áo hoa quả là 70k áo nhá, chất vải thô mềm nhá, chất vải thô mềm không nhăn không xù đâu. Mà không bay màu nhá, mẫu số 1 đây. Mẫu áo hoa quả số 1 này. Có ai chốt quần không các chị ơi? Quần 100k có ai chốt không ạ? Màu hồng thì các chị có thể kết hợp với bên trên là những cái áo nhưng màu đậm đậm một chút như là màu đen này, rồi là màu xanh rêu này. Quần màu xanh rêu này, quần đùi xếp ly này mặc cực kỳ mát luôn. Màu trắng sữa và màu đen nhá, màu trắng sữa và màu đen. Ai quan tâm mẫu nào thì comment cho em, ai quan tâm mẫu nào thì comment cho em nhá. Áo hoa quả là 69k một áo, 69k một áo hoa quả này, ai lấy thì chốt nhanh em này. Áo lụa cho nam không có chân ơi. Nam không có đâu nhá, bên mình chỉ bán nó hàng nữ thôi, không có hàng áo lụa cho nam đâu. Nam cao bao nhiêu nặng bao nhiêu ạ? Nếu như mà nam mà người nhỏ nhỏ thì mặc được, chứ còn nam mà em sợ là nam không mặc được vì vai rất là to thì không mặc được nhá. Áo hoa quả có ai quan tâm không ạ? À? Hay là em lại quay lại like áo sơ mi nhá. Ai đang xem đấy thì chấm cho em một chấm, hay là để em like áo sơ mi, hay là like áo hoa quả, hay là like quần ạ? À? Hiện tại là em thấy là lượt tương tác của các chị bắt đầu xuống ngay này, cho nên là ai đang xem thì chấm cho em một chấm để em có động lực em like tiếp với ạ. Còn những chị đặt hàng với em ấy á thì các chị nhớ chú ý điện thoại để ngày mai em gọi điện chốt hàng cho các chị nha, để ngày mai em gọi điện chốt hàng cho các chị. Ai đang xem cho em một chấm nha, các chị chấm cho em một chấm để em like nào. Áo cúc si có ai quan tâm không này? Áo cúc si hai màu đen và trắng nha. Áo cúc si bây giờ em like lại từng mẫu này theo mẫu số 1 đến số 10 nhá. Mẫu số 1 là mẫu áo cúc si cho tay em cầm, cam đoan 100% đều là hàng lụa Quảng Châu nhá. Mẫu số 1 hai màu đen và trắng, ai lấy chốt cho em này. Riêng cái áo cúc si thần thánh này bên em thì em không muốn nói nhiều nữa vì nó cực kỳ đẹp luôn. Mẫu cúc si này là quá là đẹp luôn. Các chị nên lựa chọn áo cúc si này vì cái mẫu cúc si này khi mà nó rất là dễ mặc, khi đi học đi chơi hay đi làm đều rất là ok nhá. Cảm ơn chị Hiền Nguyễn, cảm ơn chị xóa hết, cảm ơn chị Xỉu Phan ạ. Mẫu số 1 đấy nhá, hai màu đây, cảm ơn chị Kim Thoa nhá. Mẫu số 1 hai màu đen và trắng này, hai màu đen và trắng này cực kỳ đẹp luôn. Hàng bên em đảm bảo không đẹp không lấy tiền đâu, đảm bảo đấy. Em chắc chắn luôn, mẫu số 1 đấy nhá, ai lấy chốt cho em. Tiếp theo đây là mẫu số 2 này, mẫu số 2 là một mẫu họa tiết da báo nhá. Áo như em đang mặc vẫn đang còn nhá, còn hai màu đen và trắng nhá, cho nên là chị nào có nhu cầu thì cứ comment xuống phía dưới á. Comment hết xuống phía dưới cho em nhá. Có ai chốt quần nữa không chị các chị ơi? Quần đùi xếp đi xả 100k một quần cực kỳ rẻ luôn. Bên ngoài thị trường đang bán rất là đắt đấy, bên ngoài thị trường đang bán 170 không, chắc tầm 160 170 đấy, còn em bán 100k cực kỳ rẻ luôn. Các chị biết đấy, vì shop em chủ yếu là bán sỉ thôi, nhưng mà hôm nay em liver. Cái giá em liver đấy còn rẻ hơn cả giá sỉ, cho nên là các chị tranh thủ mà nhặt hàng luôn đi ạ. Ngồi nhà cầm điện thoại đấy mà mua được hàng cực kỳ đẹp và giá cực kỳ rẻ nhá. Mẫu số 2 là mẫu họa tiết da báo, còn duy nhất một áo này, còn duy nhất một áo, ai lấy chốt cho em này. Mẫu số 2 là mẫu họa tiết da báo, còn duy nhất một áo nhá. Mẫu số 3 là mẫu màu đỏ họa tiết con mèo này. Mẫu số 3 là mẫu màu đỏ họa tiết con mèo nhá, ai lấy chốt cho em. Mẫu số 3 là mẫu quần kiểu khác à chị, quần kiểu khác là quần gì được ạ? Mẫu số 3 đây nhá, mẫu số 3 là mẫu màu đỏ họa tiết con mèo. Mẫu này mặc lên rất là sáng da luôn các chị ạ, mặc lên rất là sáng da và nổi bật luôn. Các chị đi chụp ảnh mặc áo họa tiết màu đỏ thì chắc chắn là lấn át hết phần người khác rồi, cực kỳ đẹp và cực kỳ nổi luôn nhá. Đây là mẫu số 3, lấy chốt cho em nhá. Lần này thì em xin phép được liver nhanh hơn một chút ạ. Mẫu số 4 đây, mẫu số 4 họa tiết cúc si này cũng chỉ còn mỗi một cái thôi này. Còn mỗi một cái. Cái màu này rất là đồng, rất là tây luôn các chị này. Em nhìn sợ ạ. Mừng thì không? Mẫu số 4 đây này còn. Mẫu số 4 này màu này rất là lạ này, và riêng cái hàng này thì về rất là ít luôn nhá. Chỉ còn mỗi một cái này, còn mỗi một cái này. Các chị ai lấy thì chốt cho em mẫu số 4 nhá. Mẫu số 4 là mẫu cúc si rất là đẹp luôn. Mẫu số 5 này, có ai chưa có áo màu be thì về đội em nhá. Có ai chưa có áo sơ mi màu be thì về đội em, vì chắc chắn là áo sơ mi màu be rất là hiếm trên thị trường luôn, nhưng mà chỉ có em mới dinh được. 75kg mà chị có chị nhá. Chị ơi 75kg chị mặc áo sơ mi này cho em này. Chị Ngọc Anh đổ này form rất là rộng luôn chị ạ. Form rất là rộng luôn, cho nên là chị Ngọc Anh đổ có thể mặc được áo này rất là rộng luôn nhá.
về cái form này thì vô tư thoải mái, chị không bao giờ phải lo là vừa hay không vừa đâu. Thì cái form này nó rất là rộng luôn. Con trai mà vẫn đang mặc được áo này đấy chị Ngọc Anh Đào, 75k 75. Quần tây Medgy có, quần tây Medgy có như Kim Tho ơi. À quần tây Medgy hết rồi chị ạ. Đây nha, đây là mẫu 75kg này chị Ngọc Anh Đào ơi. Mẫu này 75kg nhá Ngọc, chị Ngọc Anh Đào nhá, mặc được này. Đấy. Sơ mi nào chị Ngô Anh Đào ơi? À sơ mi như em nói thì chị không mặc được đâu chị ơi, vì cái form đấy nó họ may rất là nhỏ luôn, chỉ tầm 60kg là mặc được. Còn nếu như mà sơ mi như em có áo giống dậy kiểu khác không chị? Em ơi, có mỗi áo giống như này, họa tiết như này thôi nhá. Có áo như này và họa tiết như này thôi. Còn nếu như mà họa tiết khác thì không có nữa nhá. Mình thấy họa tiết này rất là trẻ trung này. Ok, chị Hiền Đỗ là lấy thêm một cái be đúng không ạ? Chị Hiền Đỗ có đơn cho thầy. Hiền Đỗ lấy cái be này không, em cộng thêm cho chị một cái be nhá. Chị Ngô Anh Đào áo kiệu rất là đẹp mà. Chụp đơn chứ. Like quần bò chị. Quần bò màu sáng hay là màu tối chị Hiền Nguyễn ơi? Quần bó hay là quần gì à? Màu sáng hay là màu tối? Chị có thể miêu tả cái kiểu quần mà chị thích á, thì em sẽ nhặt ra một quần thì nó rất là nhanh hơn. Vì video này em không tập trung like quần nên rất là mệt ạ. À, nên rất là khó tìm mẫu chị nhá. Khó tìm mẫu chị. Chị ơi vậy thì không có chị Ngô Anh Đào ạ. À, chán quá nhỉ. Sọc đen ở chân bạn. À đây bạn ơi, sọc đen ở tay mình đấy nhá. Áo dây mún nhún còn không? Áo dây nhún à? Màu sáng hay là màu tối đấy chị Hiền? Áo dây nhún còn không chị? Thế luôn. À áo dây nhún bên em á? Áo dây nhún bên em hết mất rồi chị ơi. Áo dây nhún bên em hết mất rồi ạ. Quần tây có nhá, quần tây có chị. Còn quần tây có nhưng mà chỉ còn hai size là size gì nhỉ? Chỉ còn size S và size XL thôi chị ạ. À. Chỉ còn size S và size XL thôi chị Kim Thoa. Đây, sọc đen này là 70k nhá. Sọc đen này là 70k này, sọc đen cổ V này. Cổ V này nó khoét không sâu lắm nên là các chị mặc không hở nhá. Sọc đen này là 70k. Sọc đen này là 70k này. Ok chị Hiền Nguyễn. Ok chị Hiền Nguyễn ạ. Sọc đen này 70k, có ai chốt cho em mà. Có ai lấy thì chốt cho em nhá. Đồ bộ đùi là bộ Adidas như này chị nhau 101 một bộ này. Ok chị Hiền Đỗ là hai, lấy hai cái sọc, lấy một đen một trắng á chị Hiền Đỗ ơi. Chị Hiền Đỗ có thể inbox cho em vì chị lấy rất là nhiều nên chị có thể inbox cho em nhá. Chị Hiền Đỗ ơi lấy hai cái, một đen một trắng á chị nhá, một sọc. Áo mô. Áo nước 95k. Đây nhá chị Hiền Đỗ có thể lấy hai cái, một cái sọc đen, một cái sọc trắng đi chị ạ. Ok chị Hiền Đỗ lấy hai đen ạ, à. Hai đen em có nhá. Có ai chốt nữa mà áo này vẫn còn rất là nhiều luôn này. Cộng thêm với chị Hiền Đỗ hai đen này. Áo đen này có ai chốt nữa không các chị ơi? Có ai chốt áo đen này nữa không ạ? À? 70k là áo cổ V đây, cực kỳ đẹp này. Mẫu này thì kiểu như là nó thuộc vào cái dạng và sang sang này. Rất là đẹp luôn mà 70k là áo này. Hàng này, chất vải cực kỳ thích luôn nhá. Cam đoan luôn, rất là đẹp mà không bao giờ lo mỏng hay lo lội hàng nhá. Ngoài màu đen thì còn có màu trắng nữa nhá. Ngoài màu đen thì còn có màu trắng. Các chị ơi có ai chốt quần không ạ? À? Quần đùi xếp ly cực kỳ đẹp này, quần đùi xếp ly 4 màu này. Đen rêu hồng sữa, đen rêu hồng sữa. 4 màu nhá. Mọi người ai đang xem mình chấm cho em một chấm để em biết là các chị vẫn đang tương tác đi ạ. À? Kim Thoa. Kim Thoa chị à, quần ở quên đúng. Kim Thoa. Chị Kim Thoa là xem gì nhỉ? Mẫu quần bò này bên em có giá là 150k nhá. Có sơ mi trễ vai nhá chân ơi. Em dơ như này.
có sơ mi trễ vai nha chị nha. Quần này là 150k này, quần bò này. Hàng Việt Nam xuất khẩu rất là co giãn nhá. Hàng Việt Nam xuất khẩu rất là co giãn luôn. Sơ mi trễ vai bên em cũng có nhá. Bây giờ em sẽ dơ lại áo lụa này. Bây giờ mọi người muốn xem áo lụa hay là muốn xem áo gì thì mọi người cho em một ý kiến chung nhá. Cho em một ý kiến chung để em like cho dễ ạ. Bây giờ là mọi người quan tâm mẫu nào thì cho em một ý kiến chung để em like cho dễ vậy ạ. Mọi người quan tâm mẫu nào thì chấm cho em một chấm để em like cho dễ nhá. Sơ mi kẻ anh chị cô ơi, sơ mi kẻ đây em. Có màu xanh nha chị ơi, có màu xanh chị ạ. Xem áo beo là áo gì nhỉ chị Hiền Đỗ, em vẫn không hiểu được ý của chị. Áo beo là áo gì? Quần rách nha chị nhá, quần rách này có giá là 200k nhá, quần rách 200k này, màu xanh. Quần này thì đủ size nhá, quần này đủ size. Hàng Việt Nam xuất khẩu 200k, tay em đang cầm là size S nhá. Quần bó rách đây, quần bó rách gối đấy ạ. Có cả màu đen nữa nhá, màu đen thì 180, màu xanh thì 200k. Tí về với ai đây, xe này không có, mệt ghê. Mẫu sơ mi da báo này còn mỗi một cái, ai lấy chốt cho em này. Nãy giờ em chưa dơ sơ mi da báo, bây giờ em dơ lại này. Ai lấy sơ mi da báo thì chốt cho em nhá, còn mỗi một cái thế này. 85k. Sơ mi bèo á chị. Sơ mi bèo chỉ có sơ mi trễ vai thôi chị Hiền Đỗ ạ. Sơ mi bèo chỉ có sơ mi trễ vai thôi. Ok chị Hiền Đỗ lấy sơ mi báo luôn nhá. Sơ mi báo đấy ạ. Chị Hiền Đỗ có lấy áo này không ạ? Chị Hiền Đỗ mà lấy thì ok cho em một cái để em cộng vào đơn của chị ạ. Quần bò đen sách đây. Mẫu quần bò đen sách gối bên em đang cầm đây là 180 nhá. Đây chị Hiền Đỗ cộng thêm đơn đi cho chị nữa này. Quần bò đen sách gối đây đủ size SML luôn nhá, 180. Chanel đen còn nhá Mai Quỳnh ơi, Chanel đen đang còn em ơi, Chanel đen còn một cái này Mai Quỳnh lấy không? Còn một cái Chanel đen này. Đấy là quần bò đen sách gấu nhá, chị xóa hết nhá, chị xóa hết mà lấy thì comment thêm size 180 một quần thì chị xóa hết nhá. Sơ mi đen Chanel đây, sơ mi đen Chanel đây nhá. Đây. Mai Quỳnh có lấy Chanel đen không em? Mai Quỳnh có lấy Chanel đen không em? Còn mỗi một cái thôi. Sơ mi kèm áo yếm á, hàng chưa về em nhá, mấy hôm nữa mới về nhá bạn nhá. Chắc phải tầm một tuần nữa sơ mi đấy mới về. Mai Quỳnh ơi, còn mỗi một sơ mi Chanel đấy thôi nhá. Còn mỗi một sơ mi Chanel đây này, Mai Quỳnh hay là ai lấy thì chốt cho em. Chanel đen kèm số điện thoại cho em nhá. Ai mà lấy Chanel đen thì chốt kèm số điện thoại cho em, rất là đẹp luôn. Ok. Ok Mai Quỳnh này, Mai Quỳnh một đen này. Mai Quỳnh một đen này. Rồi về đen đó mà hết rồi thì lấy đây này. Mai Quỳnh một đen nhá. Ok, size 28 có chị nhá, size 28 là tương đương với lại size M. Size 28 là tương đương với size M ấy, chị xóa hết nhá, chị xóa hết, có lấy thì để em cộng thêm đơn cho chị ạ. Có nhá, 180 một quần đây này, rất là đẹp luôn. Chị xóa hết có chốt quần đúng không ạ? Quần ống rộng có em nhá, quần ống rộng có. Quần ống rộng đấy nhá, quần ống rộng như tay em cầm đây là 99k. Quần ống rộng như tay, không, quần này là 101 nhá, quần ống rộng như tay em cầm là 101. Rồi chị xóa hết là ghi cho chị nó thêm một quần jean rách gối size M. Jean rách gối 180 size M nha. Đây quần ống rộng người ta em cầm là 101, ai lấy chốt cho em này, 101 một quần này này các chị này. Quần ống rộng đấy nha. Bạn Mai Quỳnh có chốt luôn quần ống rộng thì để chị bỏ quần ống rộng vào, em nhớ comment size quần ống rộng với chị nhá. Mai Quỳnh ơi 56kg mặc size L cho em nhá. 56kg mà. Ok chị xóa hết ạ. Em chốt cho chị ạ. Chị Mai Quỳnh ơi, 56kg em lấy size L với chị là chị mặc vừa này, chị Mai Quỳnh này 101 một quần ống rộng nhá. Ai hỏi em áo trễ vai nhá, ai hỏi em áo trễ vai đấy. Một mẫu áo trễ vai rất là đẹp luôn này.
phía trên là chế vai nha, phía dưới là bo này. Mẫu này là 120 nhá, mẫu này 120, màu xanh. Một mẫu tương tự thổ cẩm như vậy cũng 120 nhá. Phía trên là chế vai, phía dưới là bo, mẫu này chắc chắn là không ai lạ nữa vì những mẫu này rất là hot luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ, 120 một áo thôi nhá. Hàng này bao giá bao chất toàn Facebook luôn, không đẹp không lấy tiền. Chị Mai Quỳnh ơi, 56kg chị mặc size L nhá. Chị Mai Quỳnh comment quan tâm thì có thể comment xuống phía dưới cho em. Mai Quỳnh quan tâm thì có thể comment xuống phía dưới cho em để em chốt đơn cho chị nhá. Tại vì bây giờ cũng muộn rồi này, em tạm thời có lẽ là em sẽ phải kết thúc video sớm để em dọn hàng rồi ngày mai gọi đi chốt đơn cho các chị. Những chị nào mà đặt hàng với em á thì các chị chú ý điện thoại để sáng mai em gọi em chốt đơn nhá. Chị Mai Quỳnh có chốt luôn cái quần này không chị ơi, mặc cực kỳ đẹp luôn. Hàng này hàng đặt may nhá. Nhớ cho em là hàng này hàng em đặt may chứ không phải là hàng xưởng đâu ạ. Hàng này hàng em đặt may riêng cho nên là 101 một quần chị nhá, chất thì cực kỳ đẹp luôn. Hàng này mặc thoải mái luôn, em mặc 2 năm rồi mà vẫn mới như phút ban đầu. Ok, Honey Cherry ở lấy áo xanh đúng không em? Cho chị số điện thoại em ơi, 120 một áo này Honey Cherry này. Để cho Honey Cherry một áo xanh nhá, áo chế vai xanh 120 nhá. Honey Cherry cho mình số điện thoại đi ạ. Cực kỳ đẹp luôn bạn này. Hàng này em nhắc like cho em mà like thì chắc là nhanh hết lắm. Tại vì em rất là nhắc like. Honey Cherry cho chị số điện thoại với em ơi. Honey Cherry đâu rồi nhỉ? Mọi người ơi, mọi người chị Mai Quỳnh có chốt luôn mẫu đấy không chị? Chị Mai Quỳnh có chốt luôn mẫu đấy không ạ? Áo như em đang mặc vẫn đang còn nha. Áo như em đang mặc vẫn đang còn. Chỉ 85k một áo thì cực kỳ đẹp luôn nhá. Còn đối với hàng trễ vai thì 120. Quần rộng, quần ống rộng thì 101. Còn còn những cái mẫu quần xếp ly thì 100k đấy ạ. Chị Honey Cherry ơi, cho em số điện thoại với ạ. Máy sắp hết pin rồi chị Honey Cherry ạ. Có chân váy nhá Honey Cherry nhá. Honey Cherry comment số điện thoại cho em rồi. Mẫu chân váy như tay em cầm đấy là 100k nhá. Mẫu chân váy như tay em cầm đấy là 100k, đủ size SML này, đủ size SML nhá. Chân váy caro không có Handy Cherry ơi, không có bạn ơi. Bạn lấy áo xanh cho mình số điện thoại với ạ. Chân váy caro bên shop hiện tại hết rồi nhá. Cho nên là Honey Cherry cho mình số điện thoại đi ạ. Chân váy Gucci cũng không có chị Honey Cherry ơi, hết rồi ạ. Bên em chỉ có chân váy xếp ly thôi chị Honey Cherry ơi. Chị Honey Cherry có chốt đơn không ạ? Để cho em số điện thoại với ạ. Có chân váy chữ A nhá. Cầm đây này, chân váy thử A có quần bên trong nha chị nhá, có quần bên trong như tay em cầm đây, chất vải cực kỳ thích luôn, 100k một chân váy thử A này có quần bên trong nhá, hai bên là có túi này, hai bên là có túi này, màu đen nhá chị Linh Linh nhá. Honey Cherry ơi, chị có chốt đơn không ạ? Chị có chốt cái váy cái áo đấy không chị Honey Cherry ơi, hoặc là chị Linh Linh có lấy chân váy thử A không ạ? Các chị mà lấy thì comment xuống phía dưới cho em nhé. Còn nếu như mà không lấy hoặc là nói hủy đơn thì ok, cho hủy đơn cho em một cái để em biết đường và em kết thúc video với ạ. Vì bây giờ cũng rất là muộn rồi mà em bây giờ phải dọn dẹp để ngày mai em chốt đơn cho các chị. Ngày mai những chị nào mà đặt hàng thì có thể chú ý điện thoại hộ em nhé, để em gọi để em chốt đơn cho các chị ạ. Chị Honey Cherry có chốt không ạ? Khổ ghê. Nếu như mà mọi người có thắc mắc chị Hân ai mà lấy gì thì có thể comment xuống phía dưới cho em hoặc là chụp ảnh màn hình nhá. Nếu như mà các chị chưa kịp đặt trên livestream thì có thể chụp ảnh màn hình hoặc là comment xuống phía dưới cho em để em đôi khi em rảnh em ngồi check inbox cho các chị để lọc đơn cho các chị nhá. Chào mọi người nhá, bây giờ em tạm thời kết thúc video ạ.